Kakarot là trò chơi đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Nó là trò chơi trí tuệ và mang tính xả stress rất cao sau những giờ học và làm việc căng thẳng. Kakarot là trò chơi đã có từ lâu đời và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với cái tên quốc tế Gomoku. Là trò chơi trông đơn giản chỉ với hai con cờ X và O, nhưng nó lại mang tính chiến thuật rất cao và cần nhiều kỹ năng trong đó. Chào mừng các bạn đến với Kakarot TV. Hôm nay các bạn hãy cùng với mình đến với top 3 thế cờ mạnh nhất trong Kakarot. Trong top 3 thế cờ mạnh nhất này, mình sẽ chỉ ra một vài đặc điểm của từng thế cờ đó, có những giải pháp đỡ cờ thường gặp mà người hay sử dụng nhất. Và các bạn hãy lưu ý, clip này không phải là tiêu chuẩn chuyên nghiệp nào cả, mà chỉ là nhận định chủ quan của mình và nhiều người chơi cờ lâu năm với nhau. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. 3. Thế cờ dọc cách một ô. Sở dĩ mình hay gọi là thế cờ dọc cách một ô là vì con thứ nhất và con thứ hai của người đi trước nó cách nhau một ô trắng ạ. Đây là thế cờ số win trong phạm vi 2 ô, hay còn gọi là số win cách một ô theo cách hiểu của nhiều người Việt Nam. Còn số win là gì thì mọi người có thể vào kênh Kakarot TV của mình để có thể tìm hiểu thêm nhé. Mình đã giải thích khá rõ rồi. Có rất nhiều biến thể tấn công đối với thế cờ này, phụ thuộc vào cách đỡ của người đi sau như thế nào. Có hai kiểu đỡ điển hình nhất mà mình thường gặp, đó là: thứ nhất, tạo ra liên kết hai ngang để ràng buộc đối phương, khiến cho đối thủ không thể đi mở nước một cách mãnh liệt. Đây là cách đỡ mà được mọi người sử dụng nhiều nhất, một phần vì nó khá đúng nguyên tắc đi đỡ cờ, một phần vì nó mang độ chắc chắn cao khi ghi được cờ của đối phương. Và mình sẽ không nói cách thức tấn công khi gặp phải người đỡ cờ như thế này ở trong clip này nhé. Thứ hai, đó là chặn con cờ mang tính hạn chế phạm vi mở nước như trong hình. Cách đỡ này có lẽ ít được sử dụng hơn cách đỡ thứ nhất vì độ chắc chắn và chuẩn bài đến từ cách đỡ này sẽ không cao bằng cách thứ nhất. Mình có lời khuyên là chỉ những bạn ở trình độ cao trở lên mới nên sử dụng cách này, và cao thủ thì mới có thể xử lý linh hoạt được. Con đỡ này chỉ mang tính hạn chế phạm vi mở, vì vậy quyền lựa chọn đi mở cờ tấn công tiếp theo vẫn thuộc về đối phương, tức là sự ràng buộc và ghi cờ đối thủ của cách đỡ này là không có so với cách thứ nhất. Và đây chính là hai cách đỡ tốt nhất cho thế cờ này. Nếu các bạn đỡ lung tung thì các bạn sẽ toang lắm nha. 2. Thế cờ mã, hay còn gọi là Sugin mã. Cái tên mã đơn thuần là do mình thấy cái nước đi của nó khá giống con mã trong cờ tướng nên mình hay gọi nó như vậy. Cũng giống như thế cờ dọc cách một ô, đây là thế cờ nằm trong phạm vi 2 ô. Có hai kiểu Sugin mã mà hay thường gặp nhất, đó là Sugin mã ngang và mã dọc như trên clip. Sở dĩ mình xếp thế cờ này ở vị trí thứ hai là vì thế cờ này thực sự rất biến hóa và rất dễ có lợi thế để tạo ra chiến thắng khi sử dụng thế cờ này, kể cả khi các bạn đỡ khá chuẩn bài. Đối với thế cờ mã dọc, cách đỡ có lẽ hay được sử dụng nhiều nhất có lẽ là tạo ra liên kết hai chéo để ràng buộc đối phương, từ đó tìm cách ôm sát con cờ của đối thủ. Mặc dù lý thuyết là thế, nhưng đánh thực tế các bạn vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp phải thế cờ này. Đối với thế cờ mã ngang, cách đỡ mà mọi người vẫn hay sử dụng đó là tạo ra một cái liên kết Sugin dọc để ràng buộc đối phương, khiến cho đối phương quay ra đi chặn và từ đó chúng ta tìm cách ôm sát lại đối phương. Cũng giống như thế mã dọc, mặc dù lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì nó vẫn rất khó khăn để có thể đỡ được cờ, đặc biệt là khi gặp phải cao thủ. Và đối với thế cờ mã nói chung này thì có lẽ việc đi chặn cờ mang tính hạn chế phạm vi mở nước là điều bất khả thi so với thế cờ dọc cách một ô, gần như sẽ là tự sát nếu chúng ta đi ôm sát đối phương. Và ngoài hai cách đỡ thường gặp bên trên thì vẫn còn một kiểu đỡ có lẽ sẽ phải dành cho những bạn ở trình độ rất cao và muốn chơi một cách phiêu, đó chính là chúng ta sử dụng đôi công mãn nhãn được ăn cả ngã về không. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một liên kết mã đỡ cờ như trong hình, và đương nhiên khi chúng ta lựa chọn cách đỡ này thì trận đấu sẽ kết thúc cực kỳ nhanh, bởi vì chỉ cần một sai lầm cực nhỏ thôi là người đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đôi công mà, đúng không? 3. Thế chéo. Có lẽ nói đến đây thì những người chơi Kakarot 5 nghiên cứu đủ lâu thì sẽ biết được đây là thế cờ không có giải pháp đỡ. Nó đã được thế giới chứng minh win 100% nếu như các bạn đánh trong phạm vi bàn cờ 15x15 trở lên. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bộ môn cờ caro này không phát triển và không tạo ra được nhiều sức hút so với những bộ môn cờ cùng sở trường khác như cờ tướng hay cờ vua. Về giải pháp, như bên trên mình đã nói thì nó sẽ win 100% nếu như được chơi trong phạm vi bàn cờ 15x15 trở lên. Vậy nên ở đây mình sẽ chỉ ra những cách đỡ được gọi là tối ưu nhất cho các bạn thôi. Đương nhiên là nếu gặp những người đi cờ chuẩn thì chúng ta sẽ vẫn thua cuộc thôi. Tuy nhiên nó sẽ yêu cầu đối thủ phải có một cái sự nghiên cứu từ trước hoặc ở một trình độ rất cao thì mới có thể giành chiến thắng. Cách thứ nhất, con cờ mang tính hạn chế phạm vi mở nước như trong hình.
Đây là cách đỡ mà trước đây mình rất hay sử dụng khi nó khiến cho đối thủ rất khó khăn trong việc đi mở cờ cũng như tấn công. Người đi trước phải thực sự có trình độ và đi cờ khéo léo thì mới khiến cho chúng ta gặp khó khăn. Cách thứ hai, đến với cách thứ hai này thì con cờ sẽ mang tính đối xứng và nó cũng tạo ra sự ràng buộc nếu đối phương không phải là một người nghiên cứu từ trước hoặc là một người có trình độ khá trở lên thì cũng sẽ không đơn giản để tấn công. Như vậy trên đây là ba thế cờ mà mình và khá nhiều người đồng tình cho rằng đây sẽ là ba thế cờ mạnh nhất trong cờ caro. Và nếu như các bạn đã xem đến đây thì các bạn hãy đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể nhận được những video mới nhất. Nếu không subscribe thì mình sẽ không ra video nữa đâu nhé. Nói cho đó. Bây giờ thì xin chào tất cả, tạm biệt.